Em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay em cũng có chuẩn bị chè xôi gà vịt để làm đề tháng cho con nha. Tên tuổi của năm nữa trong ngôi gia này: Nguyễn Văn Nhiều 35 tuổi, Nguyễn Thị Linh 25 tuổi. Phát sáng để người dân cúng đề tháng cho cháu nội của con là vừa tròn đề tháng. Công địa cũng thương định là chính chiếu. Mua ai về đặc phẩm, mua về lá dặn lên cái son đi thầy. Có nói tên nó luôn mẹ. Lấy đàn đây, lấy học quẹt, lấy học quẹt rồi mà anh mà cầm hai bên. Tên gì, đặt tên gì? Tên gì? Tên Gia Bách. Gì? Gia Bách. Tên gì mà khó kêu muốn chết thì đã tôi kêu đặt cái tên đó mà vừa. Gia Bách, ta đẹp chứ. Không biết được kêu rồi. Nguyễn Gia Bách. Thành Phúc hả? Thằng kế thằng Lộc hả? Sao nhỏ xíu vậy? Cười đó. Đang đó. Đang đây chở. Cái gì không ngủ? Thằng cu này nè, cái quay mà đó chị Zalo đó chả thấy ha, chả dòm cho nó. Sao nhỏ xíu vậy? Mới nó vượt trội hơn ta trơn đó chứ nhỏ à. Sao nhỏ xíu vậy? Không nhưng mà xin cảm ơn những ca khúc nhạc của anh Mạnh và anh Tăng đến từ An Phúc. Chương trình tiếp theo chương trình tối hôm nay là xin là trả lại của là Dương Bảy. Cho chú mẹ mẹ á. Cầm thuốc chết con chó. Cầm nó bỏ cầm đi. Thấy lát tôi vô nhà đó. Đừng ôm nữa. Cúp lại đừng ôm nữa. Chứ đâu phải cũng và trước khi hai vị cháu tôi xong ca thì xin mời cô chú trước là cô chú sau nữa là con cháu chỗ tay xin lại lên thằng cho hai vị cháu tôi coi. Vâng, cảm ơn rất nhiều, có nhiều mừng được nhiều. Nhậu đâu mà hả? Nhậu đâu mà hả?